Cảm ơn các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về một dạng bệnh lý rất là thường xảy ra ở trên heo, đó là cái dạng hồng lỵ nha các bạn. Cái này nó do cái vi khuẩn gây ra các bạn, và cái tên nó ở trên màn hình các bạn thấy đó. Đây là một cái dạng vi khuẩn gram âm và nó là cái dạng kỵ khí nha các bạn. Ở bên ngoài cái môi trường các bạn thì cái con vi khuẩn này nó có thể sống được 7 ngày trong cái điều kiện ẩm ướt, hoặc là sống được 2 ngày trong cái điều kiện khô và ẩm nha các bạn. Thì cái thời gian mà cái con heo chúng ta nó sẽ ủ bệnh đó là từ khoảng 7 cho đến 14 ngày. Và cái dạng hồng lỵ này các bạn, nó chỉ xảy ra ở trên loài heo. Và lưu ý nhé, nó chỉ xảy ra trên loài heo. Và nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng mà thông thường nhất, dễ mắc bệnh nhất đó là cái lứa tuổi heo cai sữa. Các bạn đặc biệt lưu ý cái vấn đề này giúp tôi nhé. Về cái triệu chứng của nó các bạn, cái triệu chứng chính của nó các bạn là cái tình trạng tiêu chảy phân lỏng. Các bạn lưu ý nhé, nó có thể là lẫn cái cục máu, chất nhầy thối hoặc là cái niêm mạc của ruột trong đó. Nhưng mà phân tích sâu hơn á, là các bạn chú ý giúp tôi á, là ban đầu các bạn, cái phân của nó có thể nát. Và heo, nếu như mà các bạn thấy heo nó có để đuôi á, thì nó sẽ ngoắt cái đuôi nó và cái lưng nó cong vểnh ra do nó đau cái vùng bụng nó đó các bạn. Và tiêu chảy nó sẽ xảy ra. Tiêu chảy thì thông thường cái màu á, là màu phân xám hoặc là màu vàng. Và sau đó nó sẽ tiêu chảy có máu lẫn ở trong đó. Có máu lẫn trong đó do cái tình trạng nó bị xuất huyết trong cái đường ruột của nó. Và có thể nó lẫn các cái chất nhầy. Cái chất nhầy là do cái niêm mạc ruột nó bong tróc ra bên ngoài các bạn. Nó sẽ gây tình trạng hôi thối kèm theo. Các bạn lưu ý nhé. Và cái da của con heo các bạn, nó sẽ bị nhợt nhạt. Nó sụp cân, mắt lõm sâu, gầy còm, lông sụp. Cái này là do nó bị xuất huyết ở trong cái đường ruột quá nhiều và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe con heo chúng ta. Và cái phần hậu môn, cái phần mông hay là góc đuôi nó sẽ dính đầy phân. Các bạn lưu ý về cái đặc điểm này giúp tôi nhé. Và các bạn chú ý thêm á, là thông thường cái dạng bệnh lý này nó sẽ xảy ra vào cái thời điểm giao mùa các bạn. Tức là thông thường vào cái mùa mưa hoặc là và có lúc thời tiết thay đổi á, thì cái dạng này nó sẽ rất là nhiều. Và khi các bạn nhìn cái vùng bụng đó, các bạn sẽ thấy cái bụng nó trướng lên. Và con heo rất là lười vận động các bạn. Nó có thể vừa nằm mà vừa bị tiêu chảy. Đây là một cái đặc điểm mà các bạn có thể lưu ý giúp tôi nhé. Và cái bệnh lý nó xảy ra rất là nhanh các bạn. Và nó gây thiệt hại lớn cho cái những cái con heo mà cai sữa của chúng ta. Và đối với những cái con vật mang trùng các bạn, thì nó sẽ không có biểu hiện lâm sàng, nhưng mà nó sẽ bài thải ra bên ngoài môi trường, nó lây cho các cái ô chuồng xung quanh, nó rất là nguy hiểm các bạn. Như vậy thì các cái con đường mà truyền lây chủ yếu của cái dạng bệnh lý hồng lỵ này bạn, nó lây qua đường tiêu hóa, tức là do mầm bệnh nó có ở trong phân của những cái con heo mà bị vấy nhiễm các bạn. Nó sẽ dính vào thức ăn hay là nước uống, hoặc là do ruồi muỗi hay là chim chuột nó mang vi trùng đến. Hoặc là vi trùng nó sẽ theo đường miệng nó vào trong cái ruột già, và tại đây nó sẽ phát triển gây ra các cái dạng hư hại tế bào biểu mô ruột, và nó gây ra tình trạng viêm ruột già ở trên con heo nha các bạn. Và cái cơ thể nó sẽ không hấp thu được các cái chất lỏng, gây ra cái tình trạng tiêu chảy, đưa đến mất nước, mất cân bằng điện giải trên heo là như vậy. Nên các bạn lưu ý vấn đề này. Thì về cái phần bệnh tích các bạn, thì thông thường bệnh tích đặc trưng của dạng hồng lỵ này á, là cái dạng viêm ruột già, tức là viêm ở cái dạng manh tràm hoặc là kết tràm, hay là hoại tử xuất huyết với nhiều cái sợi huyết. Trong khi đó cái ruột non á, nếu các bạn mẫu khám các bạn vẫn thấy nó bình thường, nên các bạn lưu ý về phần đặc điểm này. Thì tôi muốn phân tích cho các bạn thêm một số các cái vấn đề như là về cái việc chẩn đoán phân biệt các bạn. Thì đối với cái hồng lỵ này á, chúng ta cần phải phân biệt nó với một số các cái dạng, ví dụ như là nhiễm dung sáng trên đường ruột, hoặc là loét dạ dày, hay là cái tình trạng nhiễm độc thức ăn nước uống nha. Thì đối với cái tình trạng mà bị nhiễm dung sáng đường ruột các bạn, ví dụ như là dung tóc, dung đũa hay là sáng lá chẳng hạn, thì nó sẽ xảy ra ở trên từng đàn và từng vùng. Cái biểu hiện của cái dạng mà dung sáng ở đường ruột các bạn, tức là cái con heo chúng ta nó ăn uống bình thường, tuy nhiên nó rất là chậm lớn, da nó khô, lông nó sụt. Và thường sau khi các bạn dùng cái thuốc và tẩy dung á, thì nó sẽ dừng ngay các cái triệu chứng này. Các bạn lưu ý nhé, tức là nó sẽ cái lông da nó sẽ phát triển tốt lên lại. Còn đối với cái tình trạng loét dạ dày á bạn, thì cái này là cái dạng bệnh lý nội khoa các bạn, nó xảy ra theo cá thể. Các bạn lưu ý nhé, nó xảy ra theo cá thể. Và khi các bạn mẫu khám nó ra thì chúng ta sẽ thấy các cái dạng vết loét điển hình ở trong cái dạ dày của nó.
Và một cái dạng nữa là nhiễm độc các bạn, nhiễm độc thức ăn nước uống á, thì nếu như mà nhiễm độc nó xảy ra đồng loạt trên đàn lợn chúng ta, và lưu ý nhé, nó sẽ xảy ra đồng loạt. Và khi các bạn thay thức ăn hay là nước uống á, thì nó sẽ dừng được cái việc này. Cho nên đó là ba cái vấn đề mà chúng ta cần phải phân biệt với cái dạng hồng lị, cũng như là một số cái dạng khác mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn trong các cái phần về cái dạng bệnh lý tiêu chảy trên heo rồi, các bạn xem lại và đó giúp tôi nhé. Thì để mà có kiến thức tốt nhất ở trong quá trình mà các bạn chẩn đoán và điều trị cũng như là chăm sóc trên các cái loài vật chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu và các cái quy trình chăn nuôi cũng như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua và thì các bạn có thể đăng ký cái khóa đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057, các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi ấy, thì chúng ta cũng có thể liên hệ với sĩ Dương nhé. Thì chúng ta cùng đến một cái phần tiếp theo các bạn, đó là phần rất là quan trọng về cái việc điều trị và phòng cái dạng bệnh lý này như thế nào. Thì về điều trị các bạn, trước hết chúng ta cần phải loại trừ các nguyên nhân gây bệnh. Các bạn nuôi giãn cách mật độ ra, hàng ngày chúng ta rửa chuồng, phun thuốc sát trùng để chúng ta hạn chế các con heo tiếp xúc trở lại với cái mầm bệnh này. Và các cái biện pháp đó là các bạn thì dùng các cái dạng thuốc kháng sinh các bạn. Thì hiện tại có rất là nhiều cái dạng kháng sinh mà nó có thể điều trị hết được cái dạng này. Tôi ví dụ như là các bạn thể dùng cái tiamulin này các bạn, hoặc là các bạn dùng cái lincomycin, hoặc là các bạn dùng cái sự kết hợp giữa cái lincomycin và spetinomycin, nó cũng điều trị rất là tốt của cái dạng về cái hồng lị này nhé các bạn. Và ngoài ra các bạn thể dùng thêm một số cái dạng kháng sinh khác. Tôi ví dụ như là cái norfloxacin chẳng hạn. Và song song đó các bạn, chúng ta cần phải sử dụng các cái dạng hỗ trợ do nó tiêu chảy, nó bị mất nước, là bị mất chất điện giải, cho nên các bạn cần phải bổ sung thêm. Tôi ví dụ các bạn dùng cái đường 5%, hoặc là các bạn dùng các dạng như là electrolyte chẳng hạn, để chúng ta bổ sung nước và chất điện giải cho nó, thì như vậy nó mới có thể là hồi phục được một cách nhanh nhất nhé các bạn. Thì về cái việc mà phòng á, thì cái con vi khuẩn này các bạn nó rất là dễ bị tiêu diệt các bạn. Các bạn hãy dùng một trong các dạng chất sát trùng như là iodine, luteranide chẳng hạn là bạn không thể tiêu diệt được nó rồi. Và chuột nó cũng là một nguồn lây bệnh quan trọng, cho nên chúng ta phải có cái biện pháp để chúng ta tiêu diệt hoặc là ngăn chặn chuột nó xâm nhập vào trong cái trang trại chúng ta chẳng hạn. Và các bạn có thể phòng bệnh các bạn, thì phòng thường các bạn có thể dùng cái cách là chúng ta trộn thuốc cho nó các bạn. Các bạn có thể trộn cái tiamulin vào cái thức ăn để chúng ta phòng cái dạng bệnh lý hồng lị này. Tuy nhiên như tôi nói các bạn á, thì cái việc mà chúng ta trộn kháng sinh để phòng bệnh nó có hai mặt của nó, mặt lợi và mặt hại. Thì các bạn xem lại về cái bài mà có nên trộn với kháng sinh vào thức ăn hay không. Còn đối với những cái dạng trang trại mà có cái áp lực bệnh này quá cao thì bắt buộc chúng ta cần phải trộn cái dạng kháng sinh để chúng ta có thể phòng trước được những cái dạng bệnh lý hồng lị này. Các bạn đặc biệt lưu ý vấn đề này giúp tôi nhé. Thì ở đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác một cách nhanh nhất. Cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận ở bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương này có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc phối hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu và các cái quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua và thì bạn nào có mong muốn học tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khoa học thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057, các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ với sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi học này và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.